nay mình test chiếc quạt tích điện Harlin của Hàn Quốc mà mình chỉ thử nghiệm luôn bằng cắm trực tiếp bằng tấm năng lượng mặt trời mình đang để sẵn đây nhá, chứ không thông qua pin nữa nhá. Đây, năng lượng mặt trời đây. Ok, mình có sẵn tấm năng lượng mặt trời. Hôm nay trời nắng đẹp, để nắng này ok luôn này. Chắc là chạy được luôn đấy, mình test thử nhá. Trước mắt là đây, nó đang có pin sẵn này, mình bật lên luôn này, thử quay với nào. Đấy, mát quay rồi này. Ui, mát luôn. Đang chạy bằng tấm đang chạy vào cái miếng pin pin rời của nó nhé. Rồi bây giờ mình tắt đi, mình sẽ cắm thử bằng pin chính xem nào. Đấy. Ok. AC input đây này các bạn ạ. Đây nó có AC input. Chắc đây. Đây, cắm thẳng vào đây. Ok, trước đây là mình tháo cục pin này ra. Đấy, ấn giữ hai cái phím bên cạnh này. À, tắt điện nhá. Ấn giữ 3 giây để cho tắt. Rồi, khi hết đèn nó là tắt rồi. Giữ này. Rồi. Nhấc nó lên. Rồi, mình tháo rời ra rồi nhá. Tháo pin rồi thì chắc là không chạy đâu. Đấy, bật rồi đấy, không chạy rồi. Bây giờ mình cắm thử tấm năng lượng mặt trời nhá. Đấy, cắm đây. Đây cái tấm năng lượng mặt trời đây. Nó cắm thẳng vào đây xem có lên không nhá. Mình nghĩ chắc là lên thôi. Đó. Rồi. Này, mình cắm vào đây. Rồi. Lại mất nắng rồi, chắc phải cần nắng to. Mình cho thử, cho lên trên này đi. Cho lên trên cao đi. Rồi. Ok, trực tiếp trải nghiệm tí. Đây, chạy các bạn nhá. Chạy như mà cần phải lắng to các bạn ạ. Đây, không ổn định cho nó. Phải lắng to loại sâm mất rồi. Nói chung là nó cứ quay, nó lắng to thì nó sẽ quay to. Đấy, lắng to nó sẽ quay to các bạn nhé. Đấy, chờ lắng lên tí xem nào. Đấy. Nói chung là vẫn cần phải có một tấm pin để nó lưu giữ lại các bạn. Cái kia thì cắm trực tiếp có 20W mà vào đây thì cũng không ổn lắm. Là mình để xuống nhỏ nhỏ thôi. Ok. Chắc phải lắng to các bạn ạ. À, đấy, có lắng thì nó lại lên. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Sẵn năng rẻ chấm nét. Nói chung là chúng ta cần phải vẫn cần phải cục pin này các bạn nhé. Để nó tích lại. À, nếu chúng ta có thể vừa cắm vào đây thì mình triển khai luôn, hay là mình các bạn có thể vừa cắm vào cục sạc, cục pin này, vừa chạy này để vừa lạp cho. Nhưng mà theo mình nghĩ thì không nên như thế. Không, theo nguyên tắc là không nên vừa vào vừa ra. Rồi các bạn cứ lên nguyên tắc là chúng ta sạc cục pin này ở bên ngoài. Đây sạc bên ngoài đây, bên sạc ở đây. Xem nào, sạc cứ sạc cho cái này đi. Đó. Đúng không? Chúng ta sạc cái này xong chúng ta dùng sau, chứ đừng nên cắm vào như thế. Đấy, cắm vào phát thì nó đang sạc cho này. Đấy. Rõ, năng lượng tái tạo đang sạc cho. Năng lượng mặt trời sạc cái này cần phải lắng to thì nó sẽ có năng lượng nhiều thì nó vào nhanh các bạn. Đấy. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Săn thằng rẻ đúng không? Chỉ là một trải nghiệm của săn thằng rẻ thôi. Cảm ơn các bạn đã xem.